Sau anh nhận được điện xin chào cả nhà. Em lên sóng giới thiệu các bác một con máy hút ẩm Panasonic công nghệ Nano Y. Đợt này thời tiết thì nó vẫn chưa nồm ẩm lắm, nhưng các bác nào đang có nhu cầu thì mình sắm trước một con máy hút ẩm để dành cho cái mùa nồm đầu năm sắp tới. Ở đây là một cái con hút của Panasonic, hàng em đã tuyển chọn dọn kỹ, test chạy ngon lành, êm ái, hoạt động ngon lành tất cả mọi chức năng. Cái chiếc này thì nó công suất hút là 15 lít một ngày các bác nhé. Hút 15 lít một ngày. Đây, 15 lít một ngày các bác nhé. Điện của nó là 220V. Tính năng công nghệ Eco tiết kiệm điện. Tính năng sấy quần áo là các bác này, hút ẩm, đây, sấy quần áo nhé. Có 3 tính năng sấy quần áo, Super 2 và Eco Auto. Đấy, có 3 chế độ hút ẩm, 4 chế độ hút ẩm trung bình này, hút ẩm cao, hút ẩm auto. Đấy, có 2 tốc độ gió. Yeah. Các chế độ đạp cánh gió và hẹn giờ. Đấy. Chạy ngon lành các bác nhá. Máy chạy ngon lành. Chiếc này em bán là 3,8 triệu, bảo hành 12 tháng cho các bác. Bên kia này nó là khu vực bình nước nhá. Máy đã được test hút chạy ngon lành hết rồi. Bình nước này cũng khá là to đấy. Này chắc phải chứa được tầm 3 lít nước. Một chiếc máy Panasonic. Đây, bác nào đang tìm một con máy hút ẩm thì các bác có thể quan tâm cái này nhé. Chào các bác.